Xin chào các bạn đang đến với VS News, vậy công chúng mình nắm bắt thông tin mỗi ngày. Cách đây ít ngày, một người thầy giáo đã lên mạng xã hội phân tích và kêu gọi tẩy chay ứng dụng Evisua. Và cho đến ngày hôm nay thì người thầy giáo này đã có hành động là gửi lời xin lỗi tới đội ngũ phát triển Evisua. Vài ngày trước đây, một tài khoản Facebook với gần 180.000 người theo dõi có tên là Vũ Khắc Ngọc đã tiên phong phát động chiến dịch tẩy chay ứng dụng đo ô nhiễm không khí là Evisua. Được biết thì người này có nghề nghiệp là thầy giáo và đã có những bài phân tích về ứng dụng Evisua rất chi tiết trên mạng. Theo thầy Ngọc, các số liệu từ Evisua đã gây ra sự hoài nghi về tính khách quan trong công chúng và các chuyên gia môi trường. Hà Nội đứng số 1 trong các thành phố ô nhiễm nhất thế giới đã lan truyền khắp nơi cũng như góp phần gây hoang mang dư luận. Việc sắp xếp của ứng dụng này không hợp lý khi bỏ qua nhiều thành phố lớn và có tình trạng ô nhiễm nặng hơn Hà Nội. Bài đăng của thầy Ngọc đã làm cho rất nhiều người quan tâm, sau đó thì có nhiều ý kiến đồng tình cũng như ủng hộ và bắt đầu có hành động tẩy chay báo xấu ứng dụng đo chỉ số không khí này. Trước những phản hồi không mấy tốt đẹp thì đại diện Evisua đã cho biết việc thầy Ngọc kết luận ứng dụng cố tình đưa Hà Nội lên top 1 ô nhiễm là sai sự thật. Tình trạng ô nhiễm không khí của Hà Nội chỉ là nhất thời, bất cứ lúc nào một thành phố nào cũng có thể đứng ở vị trí này như London hay San Francisco vào năm ngoái. Và những hành động báo cáo ứng dụng trên Google Play, App Store và Facebook đã ảnh hưởng trực tiếp đến Evisua. Qua lời giải thích của Evisua thì phía thầy Ngọc đã có động thái mới nhất là gửi lời xin lỗi tới đội ngũ Evisua. Thầy Ngọc cho biết, tôi rất lấy làm tiếc khi những đánh giá tiêu cực về Evisua gây ảnh hưởng, trở ngại về ứng dụng này tại Việt Nam. Tôi hy vọng những hiểu lầm về cách xếp hạng đã được làm rõ. Mong các bạn sớm trở lại và cung cấp nhiều thông tin chính xác và hữu ích, cũng như là những giải pháp cải thiện chất lượng không khí tại các thành phố lớn của chúng tôi. Chúng mình là VS News, các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật thông tin mỗi ngày.